sự thật bất ngờ về loài hổ chào mừng quý vị đến với video của chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ khám phá ba sự thật thú vị về loài hổ hổ là loài động vật có vẻ ngoài oai vệ nhưng ít ai biết chúng còn có khả năng bơi lội xuất sắc không giống như mèo nhà hổ thích nước và có thể bơi qua sông lớn để tìm kiếm thức ăn hoặc bạn đời một sự thật ít người biết khác là mỗi con hổ có hoa văn trên cơ thể là duy nhất giống như dấu vân tay của con người. Điều này giúp chúng nhận diện lẫn nhau trong tự nhiên và cũng là cách mà các nhà nghiên cứu đánh dấu cá thể hổ. Hổ không chỉ mạnh mẽ mà còn là loài săn mồi rất khôn khéo, chúng thường săn mồi vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, hổ là biểu tượng của sức mạnh và can đảm trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở châu Á. Hy vọng video này đã mang đến cho quý vị những thông tin thú vị và bổ